Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Buổi sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu một mẫu sản phẩm nữa là một bức hoành phi bằng gỗ dổi, kích thước là dài 3m20 và chiều rộng là 81, toàn bộ ván chúng tôi làm dày 2 phân. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng bên Nho Quan Ninh Bình. Thì hôm nay chúng tôi mới xong phần mộc để giới thiệu luôn cho quý khách. Và chỉ vài hôm nữa là chúng tôi sẽ bàn giao và lắp đặt cho anh. Anh có phòng thờ rất là rộng nên anh đã đặt bức hoành phi là dài 3m20 và rộng 81. Toàn bộ là đục tay 100%. Chất liệu là gỗ dổi ta. Thì quý vị nào muốn sở hữu một bức hoành phi cỡ lớn như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nên quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và để cập nhật những video mới nhất thì quý vị hãy bấm vào đăng ký thì quý vị sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những video của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.